Dạ vâng, hôm nay em lại về một chiếc xe chuồn chuồn ớt nhỏ nhỏ xinh xinh, màu cam ngọt, rất là đẹp, rất là trẻ trung, rất là phù hợp với tất cả quý anh chị và mọi người, phù hợp với những chị em cho con nhỏ, đưa đón con nhỏ đi học hoặc là đi siêu thị. Cũng không phải lòng vòng lâu, hôm nay em giới thiệu trước mặt em đây là chiếc Toyota Vigo, một chiếc xe rất là bền lành, tiết kiệm nhiên liệu, gần như là tiết kiệm nhất phân khúc hạng A. Xe SUV đô thị cỡ nhỏ. Xe thì phiên bản 1.2 nhập khẩu, sản xuất 2020. Nhưng cái này là form của 21 nhá. Thì tại sao nó lại là form của 21? Vì là lên form 21 thì nó mới có startup, với cả các chi tiết đèn đóm nó cũng đã khác nhau rất nhiều. Mặt ga lăng của nó đẹp hơn rất là nhiều. Đấy. Chiếc xe này thì chạy chuẩn là 6 vạn km, có lịch sử hãng đầy đủ từ đầu đến cuối, có bảo hiểm thân vỏ. Đấy, một chủ từ mới, quý anh chị có thể nhìn thấy tổng thể của chiếc xe đây. Đấy, cái đèn nó trong suốt như thế này. Đấy, mặt ga lăng rất là đẹp. Xe thì không có điểm gì để chê cả. Cam kết nguyên bản, không đâm đụng ngập nước, máy móc keo chỉ zin. Đấy, vành các anh chị có thể nhìn thấy vành nó còn chưa có một vết xước. Đấy, có xi nhan gương rồi nhá. Gương gập điện đầy đủ rồi. Xe này thì nguyên bản của nó là ghế nỉ, nhưng chủ xe cũng đã vào một bộ ghế da đây. Có nút đèn nổ start top này, gương gập điện này. Xe cũng đã có màn hình rồi, số tự động, giá tầm tiền hơn 300 một chút, cam hành trình đầy đủ. Trần nỉ thì sạch sẽ, vô cùng sạch sẽ đây. Máy móc keo chỉ em sẽ quay chi tiết nhé. Quá là đẹp luôn, xe không có gì để chê về chiếc xe này cả. Sản xuất 2020 nhá. Sản xuất 2020. Xe cực kỳ là tương đương luôn. Đây, lốp còn theo xe nhá. Lốp 20 còn theo xe này. Vành gần như không có một vết xước. Xe chạy chuẩn km, không tua, em không tua một km nào cả. Quý khách yên tâm 100%, check hãng theo yêu cầu luôn. Đây là phần cốp sau của xe đây. Chiếc xe này thì thật sự là rất là mới. Cái này nó để đồ nên nó hơi trước một tí. Keo chỉ máy móc là tin 100%. Lốp sơ cua đây, lốp sơ cua còn chưa hạ nhé. Lốp cua chưa hạ. Vành lốp 20 tất đây. Xe rất là mới, rất là đẹp. Mà tầm tiền thì lại cực kỳ hợp lý. Xe này cái màu nó rất là bắt mắt, màu này rất là hiếm. Màu đỏ này rất là hiếm, rất là đẹp. Màu đỏ cực kỳ hiếm. Nội thất của dòng Vigo này thì nói riêng và Toyota nói chung thì nó hơi nghèo nàn, hơi đơn sơ. Nhưng đổi lại thì nó rất tiết kiệm mà rất là bền bỉ, rất là lành. Đấy. Rất là tiết kiệm, rất là bền lành đó. Màu rất là đẹp, màu cam. Đây, máy móc đây, ốc nhái đây. Xe siêu mới luôn. Siêu mới luôn đấy. Khẳng định 100% là quý khách mang check test thoải mái, nếu phát hiện đâm đụng ngập nước em tin hoàn toàn chịu mọi chi phí kiểm tra hoặc đi lại của quý khách hàng, nên quý khách hàng cứ yên tâm. Trước khi kết thúc video em xin phổ biến lại một chút, nay em có về chiếc Toyota Vigo phân khúc hạng A, xe SUV cỡ nhỏ,
Xe này thì là form mới nhá, sản xuất 20, form mới, có đèn ổ start top. Nhìn mặt ga lăng, đèn bi và mặt ga lăng của chiếc xe này nó đã cách điệu hơn form của 20 và 19 cũ rất là nhiều. Quý anh chị quan tâm thì xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại là 0969 46121. Xe thì em đang bày bán tại sát cạnh công viên Cầu Giấy. Cảm ơn quý anh chị quan tâm và ủng hộ em.